Xin chào tất cả mọi người và bà con. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cái cây chôm chôm cũng như là cái cây sầu riêng. Thực ra thì cây chôm chôm nhà mình thì mình đã trồng rồi. Ở đây là mọi người thấy có một cái cây chôm chôm ở đây là mình trồng đã được gần 8 năm rồi. Đây mọi người nhé. Đây này, đây là cái cây chôm chôm nhà mình này. Cũng gần gần 8 năm thôi nhưng mà gốc nó cũng đang khá là bé rồi, nhưng mà đã cho ra quả năm thứ tư rồi nhé. Đấy, mặc dù là quả của mỗi năm thì nó không đều lắm. Hiện tại thì bây giờ cây chôm chôm nhà mình vẫn đang ra quả, nhưng mà quả năm nay thì mình thấy là ít hơn 2 năm vừa rồi. Năm đầu tiên thì nó ra quả bói được 2 quả, 2 năm kế tiếp là mỗi năm thì được khoảng tầm 7 8 kỷ quả vậy. Năm nay thì cảm giác là ít hơn, do cái năm nay mình cũng không biết là do biến đổi khí hậu, nó thời tiết nó kéo dài, tức là nó lành khá là lâu. Tức là đợt vừa rồi mọi người thấy là cuối tháng 5 vẫn đang lành, cho nên là hoa nó ra nó không đúng thời kỳ. Bây giờ nó vẫn đang trong quá trình ra hoa này, thì để mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái trồng cây chôm chôm và cây sầu riêng thế nào. Chôm chôm thì đã ra quả rồi, thì hiện tại thì ở vườn của mình đây. Trong mãi tới hôm nay là đang là 17 tháng 7 2024 này, thì chôm chôm vẫn đang tiếp tục ra hoa. Mặc dù thời điểm là hoa bây giờ thì nó không không được nhiều như đụng đây hoa chôm chôm mọi người nhé. Đây là hoa này, nó vẫn đang ra như thế này đấy. Đợt này nó đang mưa xong thế này thì nó sẽ ra khá là nhiều như thế này. Đây mọi người thấy nhé, đây này, hoa chôm chôm này. Đây, và cái lửa đầu tiên của nó thì nó ra quả, và quả của nó như vậy đấy. Quả này đấy. Có một số ở trên cao nữa, mình cũng chưa quay được ở đây nữa. Đây, cũng là quả chôm chôm. Thì có một số loài hoa quả miền Nam thì bây giờ là mình thấy chôm chôm là kiên trì tới bây giờ thì cũng đã có thành quả năm thứ tư rồi. Đấy, đã bắt đầu ra quả. À, còn năng suất thì tất nhiên là nó chưa bằng được ở trong miền Nam đâu, tại vì mọi người biết là cây chôm chôm này nó cũng trồng ở miền Nam, nó hợp khí hậu miền Nam hơn, do thời tiết ở ngoài mình là 4 mùa nắng nóng thất thường, cho nên là nó cũng chưa hợp lắm. Nhưng mà trước mắt là mình đã thấy cây chôm chôm là ra quả năm thứ tư đấy, thì như vậy là cũng tín hiệu tương đối là tốt. Nên là khi trồng chôm chôm thì ở miền Trung hoặc miền Bắc thì chúng ta đều có thể trồng được, tại vì cái chôm chôm này nó ra quả vào cái thời điểm mà hoa vải và hoa nhãn nó ra luôn đấy. Tức là sau khi hoa nhãn hoa vải hoa nhãn nó ra được khoảng tầm gần 1 tháng thì cây chôm chôm này nó sẽ bắt đầu nó ra hoa đấy. Cho nên là cây đầu tiên ở miền Nam mình thấy có thể trồng được ở miền Trung, cụ thể ở chỗ mình đấy là Nghệ An mọi người nhé, là có thể trồng được chôm chôm này. Tất nhiên năng suất thì mình còn phải theo dõi thêm, nhưng mà trước mắt là mình thấy quả nó cũng đã ra, tức là số lượng nhiều để bán thì mình chưa có, nhưng mà cũng đủ để ăn, để chúng ta trải nghiệm xem chất lượng quả cũng như là nó có hợp với ở vùng mình không. Thì mình thấy nó đã thành công ở cái bước đầu, tức là đã có quả rồi đấy. Còn bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người xem một cái loại cây tiếp theo, đó là cái cây sầu riêng. Đây, sầu riêng thì hiện tại thì mình đang còn một cây. Đây mọi người này, đây là cái chỗ mình đợt vừa rồi cách đây khoảng 7-8 tháng thì mình có trồng 2 cây sầu riêng. Nhưng mà nó hỏng mất một cây rồi. Cái cây là gì thì mình trồng ở cái khu vực mà nó rất là nắng, tức là nó không phải là rất là nắng nhưng mà ở cái vị trí nó quang đãng quá, và khi mà mình che cũng tưới nước nó không không kịp thời đấy, thì nó sẽ rất là dễ bị hỏng, và nó hỏng mất một cây, còn một cây thế này. Và đây đây mình gọi là một cái trái để mình che này. Ok, đây đây là cái cây cây này thì mình đang cố gắng để duy trì cho nó sống, tức là
À, trước đây mình đã trồng 4 5 cây gì đấy, nhưng mà do thời điểm trồng thì nó nắng, chiều nắng và nó không qua được cái mùa nắng đầu tiên thì nó không trụ được. Nhưng mà cái này thì mình thấy ở thời điểm bây giờ là nó cũng đang tương đối là ổn. Đấy, đang tương đối là ổn thì mình sẽ cố gắng cho nó qua hết mùa mưa này. Và đến mùa hè năm sau thì nó sẽ cố gắng để có được cái tán lá thì nó sẽ phát triển được. Đấy, tức là quan trọng là ở lần năm đầu tiên, năm thứ hai chăm sóc mọi người làm sao để giữ cho cái cây nó ở trong tình trạng tốt nhất, nó bóng này. Đấy, tức ít nhất là nó phải che bóng được thì mới hy vọng là nó có thể là sống được ở miền Trung mình. Đấy, đầu tiên là phải che nắng. Che nắng đầy đủ. Độ ẩm thì gần như là mình phải tưới, ngày nào mình cũng phải tưới. Thay vì cái sầu riêng này, cái đặc điểm của nó là nó chịu nắng tương đối là kém. Cây sầu riêng này, cây vũ sữa là hai cây ăn quả. Cái mức độ chịu hàn, chịu nắng của nó cũng tương đối là kém khi mà thời điểm nó chưa cây chưa có tán ấy. Cái cây vũ sữa thì khi mà nó cao rồi, cao 5-7 mét là tán lá nó rồng rồi thì che gốc được thì nó sẽ tăng cái mức độ chịu hàn lên. Nhưng mà khi nó khoảng tầm 2-3 năm đầu trồng, nếu mọi người không tưới nước, không chăm sóc kỹ thì nó cũng rất là dễ chết, mặc dù sau đó cây rất là đẹp rồi nhé. Thì cái cây sầu riêng này nó tương tự, nó cũng vậy. Đấy, cho nên là chúng ta phải che nắng. Thứ hai nữa là phải lừa vào thời điểm trồng. Thì nếu mà tốt nhất thì chúng ta có thể là trồng vào thời điểm tháng 7, tháng 8, lúc thời điểm bắt đầu có mưa rồi và nắng nó không quá nhiều nữa. Đấy, còn trồng vào tháng 4, tháng 5 thì thời điểm đấy mà bắt đầu mùa hè thì mọi người trồng thì rất là cực và có thể là nó hỏng, tỷ lệ hỏng rất là cao. Cho nên là làm sao để chúng ta có thể trồng cái cây sầu riêng này hiệu quả nhất, đó là mình nghĩ là vào thời điểm khoảng tháng 7, tháng 8 như bây giờ là trồng là hợp lý, đang có mưa ẩm và nắng nó không phải là đỉnh điểm của nắng nữa. Đấy, và tới mùa đông thì cái cây sầu riêng đặc biệt là nó lành thì nó lại không phát triển được và lá có thể nó sẽ rụng. Đấy, nó không rụng hết nhưng mà mình quan sát mình trồng ở những cây trước là đến mùa đông thì nó trầm, gần như nó không phát triển được cái gì luôn. Đấy, thì mình phải trồng làm sao để trước khi mà nó gặp mùa đông thì nó cũng đã ít nhiều nó bén rễ một chút rồi, sau đó nó sẽ trụ qua mùa đông và đến cái Tết, ra Tết thì nó sẽ phát triển trôi lá. Và đến cái hè đầu tiên, giống như của mình, cây này là đang trải qua cái hè đầu tiên này. Đấy, nếu mà mình thành công ở cái hè này thì cái hy vọng mà để cho cái cây này nó trụ được ở trên vùng đất của mình là tương đối là khả quan. Tại vì cây sầu riêng này thì nó cũng ra quả. Như thời điểm vừa rồi thì mọi người biết là nó cũng đang ra quả ở lệch pha. Tức là đang có thời điểm bây giờ là tháng 7, tháng 8 thì sầu riêng ở miền Nam đang là mùa rồi, ở miền Nam thì nó ra lệch hoàn toàn mùa đông cho nên nó hoàn toàn có thể là có quả được. Đấy, chỉ là khi mọi người trồng chưa đủ lâu thì có thể là cảm giác là nó không có quả. Nhưng ta cây sầu riêng này cũng như những cái ăn quả khác từ miền Nam đưa về ở chúng ta thì mọi người phải cho nó thời gian để nó thích nghi đã, sau đó thì nó mới có thể là cho quả được. Giống như cái chôm chôm nhà mình, mình thấy có nhiều người là trồng đến 3-4 năm rồi, nó thời điểm chuẩn bị ra quả rồi thì mọi người ra hoa ra quả thì mọi người lại chặt phá. Đấy, cho nên là không chứng kiến được. Nhưng mà nó phải mất quá trình để nó thích nghi khí hậu nữa. Đấy, còn cây chôm chôm thì mình vừa cho mọi người xem đấy, thì nó vẫn ra quả được. Thì mình nghĩ là cái cây sầu riêng này thì hoàn toàn có thể ra được mọi người nhé. Đấy, chúng ta hãy trồng và để là những người đi tiên phong đầu tiên đưa cái cây này ra miền Trung cũng như khu vực miền Bắc. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người.